cuộc sống phiền não điệp chung, thong tay vào chợ ung dung, mới hay tâm cảnh tựu chung ở mình cũng là cảnh đó, cũng là cảnh đó, cùng chính tâm này, cùng chính tâm này, tình thì đại ngộ, mê thì vô minh, tình thì đại ngộ, mê thì vô minh. Phật xưa đâu khác chúng sanh, tùy tâm nghiệp truyền từ sanh niết bàn. Phật xưa đâu khác chúng sanh, tùy tâm nghiệp truyền từ sanh niết bàn. Khi tâm chưa ra, khi tâm chưa ra, chỉ thấy muộn phiền, chỉ thấy muộn phiền. Đến khi chợt tỉnh cơn mê, mới hay đắc đạo nhất như tâm này. Tâm đạt bên giác, tâm đạt bên giác, chẳng còn phân biệt, chẳng còn phân biệt, còn đâu phân biệt mình người, còn đâu bia ngục vô dư niết bàn. Sống đi vào cuộc sống phiền não điệp chung, phiền não điệp chung, thong tay vào chợ ung dung, mới hay tâm cảnh tựu chung ở mình cũng là cảnh đó, cũng là cảnh đó, cũng chính tâm này, cũng chính tâm này. Thì đại ngộ, mê thì vô minh. Phật xưa đâu khác chúng sanh, tùy tâm nghiệp truyền từ sanh niết bàn. Phật xưa đâu khác chúng sanh, tùy tâm nghiệp truyền từ sanh niết bàn. Khi tâm chưa ra, khi tâm chưa ra, chỉ thấy muộn phiền, chỉ thấy muộn phiền. Đến khi chợt tỉnh cơn mê, mới hay đắc đạo nhất như tâm này. Tâm đạt bên giác, tâm đạt bên giác, chẳng còn phân biệt, chẳng còn phân biệt, còn đâu phân biệt mình người, còn đâu bia ngục vô dư niết bàn. Bồ đề đích thị trần gian, đồng không ngoài tình cám vàng không ai. Bồ đề đích thị trần gian, tình thì đại ngộ, mê thì vô minh. Tình thì đại ngộ, mê thì vô minh.
Kính chào đại chúng và kính mời cùng niệm Phật. Nam mô A Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô A Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô A Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta học tiếp ba pháp ấn. Ba pháp ấn có nghĩa là gì? Là ba cái chân lý mà Đức Phật, chính Đức Phật đã chỉ dạy. Khi một bài pháp, một sự giảng dạy mà nói theo tinh thần ba vấn đề này thì đó chính là lời Phật dạy. Còn nói khác đi thì đó là ngoại đạo. Ba pháp ấn gồm có các hành vô thường, tức là các pháp đều vô thường. Rồi cái thứ hai là các pháp vô ngã. Và cái cuối cùng là niết bàn tịch tịnh. Đó. Với các pháp vô thường nghĩa là sao? Khi chúng ta nghe chữ các pháp á, thì mình hiểu là thân mình vô thường. Những cái tâm vui buồn giận hờn bất chợt sinh ra, hồi nãy cái mặt rất là tươi, rất là giải thoát, tự nhiên bây giờ bực bội khi gặp cảnh nào mới xảy ra đó, thì cái pháp bực bội này chính là một pháp vô thường. Trước đó nó không có, bây giờ nó có, nhưng mà có còn tồn tại mãi mãi không? Không. Người mà tu giỏi vừa có là biết mình đã lầm. Nó giống như lái xe tới đó biết đang đi lầm đường sẽ dừng lại và không có tiếp tục. Người nào càng kéo dài sự giận dữ bực bội thì người đó càng thể hiện sự vô minh của mình còn quá sâu dày. Vậy tóm lại, thân mình vốn là vô thường, khỏe nhưng mà rồi sẽ bệnh, rồi sẽ già và rồi sẽ chết. Đó là một quy luật không ai tránh khỏi. Tâm mình cũng vậy. Nếu mình sống với chân tâm, với Phật tánh thì có vô thường không? Không. Nếu sống với chân tâm Phật tánh không vô thường. Chân tâm có nghĩa là cái tâm chân thật. Còn thường thì mình sống bằng cái tâm vọng tưởng, chấp ngã, thấy các pháp dính mắc và trình bày các pháp theo cái ý của mình muốn. Cho nên đó chính là cái tâm vọng tưởng chấp ngã. Và cái tâm này nó vô thường, nó không thật. Chúng ta không bắt buộc phải tin liền, mà học Phật mình nghe giới thiệu xong, mình hãy chiêm nghiệm, hãy quan sát. Đó, thì đó là một cái đặc tính rất là trí tuệ của Đức Phật dạy đệ tử cách đây 25 thế kỷ. Chưa bao giờ Đức Phật bắt buộc mình phải tin, và chưa bao giờ hạ một câu là ai không tin ta người đó sẽ có tội. Không bao giờ. Mà tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta. Phật khuyên nên phải tự nghe và quán sát, và khi tin là chính mình công nhận điều đó, chứ không phải bị bắt buộc tin. Không có. Và khi qua còn một điều số 3 mà vô thường nữa, chính là hoàn cảnh chung quanh. Cái gì cũng sẽ thay đổi cả. Anh em sẽ gặp nhau đông đủ, nhưng mà có gặp nhau hoài không? Không. Rồi sẽ mỗi người một bổn phận, mỗi người một công việc, chia tay. Hàng ngày trong cái gia đình bé nhỏ, cha mẹ,
các con một cái gia đình nhỏ đó cũng có vô thường không? Có, sáng tối đủ mặt hết, nhưng tới giờ làm việc thì việc ai nấy đi, người đi học thì lo đi học, người đi làm việc lo đi làm việc, và chiều lại không phải đi luôn mà sẽ tụ tập trở về. Rồi tụ tập luôn phải không? Không. Rồi lại tung bay vân vân cứ thế. Khi chúng ta thấy như thế rồi, chúng ta có trí tuệ, không bao giờ chúng ta buồn. Hay nói một cách đúng hơn, cái buồn nó nhẹ nhẹ thôi, chứ không có quá đau khổ nha, vì đó là chân lý. Chân lý là sự thật, không ai mà có thể vượt qua được. À, trước nó là như thế và tương lai nó sẽ mãi mãi như thế. Nhưng vô thường có phải là chân lý cố định không? Không. Hôm nay chúng tôi mong rằng trong cái lần học pháp chuẩn bị sinh nhật 19 tuổi của Thiền viện Vô U, chúng ta trưởng thành hơn. Không phải chỉ học cấp 1, hay là nói theo toán, không phải chỉ học những bài toán đơn giản, mà chúng ta sẽ học kiểu như hằng đẳng thức như vậy đó. Nó có sự chập trùng ở trong đó. Bước 1, thấy các pháp vô thường chỉ là nhìn với trí tuệ nhưng mà đơn giản. Sau đó mình biết rằng bên cạnh cái vô thường này có một cái chân thật thường hằng. Đó là cấp độ cao hơn, mà phải đủ duyên mình mới hiểu và mới tin điều này. Khi học toán, thời học trung học á, chúng tôi muốn có một tỷ lượng so sánh. Học số thập phân là toán cộng, toán trừ. Nhưng mà tới khoảng lớp 5 thì mình bắt đầu có học phân số rồi, đúng không? Rồi trên nữa thì mình học tới hằng đẳng thức. Vì hình học, mình học hình học phẳng. Sau đó tới hình học không gian. Cái đẳng cấp mà khi đi học nó cũng thay đổi. Học Phật cũng vậy. Bước 1, chúng ta nhìn các pháp theo thế gian, mình chấp cái gì cũng thật. Cho nên một sự thay đổi, một sự khác ý là mình khổ đau. Phật ra đời để giúp mình giảm đau khổ. Cho nên Phật dạy vô thường là một chân lý con ạ. Cho nên vô thường đừng buồn. Chuyện đó ai cũng gặp cả. Nhưng bên cạnh, nếu con nghĩ rằng không thay đổi con mới hạnh phúc, thì con chỉ có thể tìm cái không thay đổi đó ngay cái tâm Phật của mình, của mỗi người. Nếu người sống chung với mình cũng có tâm Phật thì người đó sẽ không thay đổi nhiều. Tu giỏi thì không thay đổi, nhưng mà nếu mà tu chưa giỏi thì cũng có thay đổi, nhưng mà vượt lại trở lại tâm chân thật, bất động, bất sanh, bất diệt. Còn nếu không thì đời là như thế, trong cảnh giới thế gian vô minh cho nên thấy lầm. À, cho nên tóm lại cái pháp ấn vô thường là để phá trừ cái sự chấp thường hằng của chính mình, để mình đau khổ và mình tạo nghiệp. Mình đau khổ thì mình có thái độ, cho nên sẽ tạo nghiệp. Và cái vô thường này không bác bỏ hoàn toàn, mà đạo Phật đến với cuộc đời hết sức là hòa hợp, hết sức là viên dung. Chữ viên dung có nghĩa là nó trọn vẹn, nó có một sự hài hòa trong đó. Trên cái mặt thế gian vẫn chấp nhận các pháp có mặt, vẫn chấp nhận có một sự tồn tại, và nó giống như tương tục có mặt vậy đó. Nhưng chân lý sẽ biết nó vô thường, nó đang thay đổi ở trong đó. Là cấp độ 2 ha. Và cấp độ 3 tối cao chính là sống với cái chân thường, là trở về với chân tâm, tâm Phật của mình. Hỏi đại chúng hôm nay biết cách sống với tâm Phật không? Thứ nhất là tin mình có tâm Phật không? Xin giơ tay lên. Tin không? Tin. Rồi câu thứ hai, biết cách để sống với tâm Phật không? Biết không? Ai biết? Giơ tay lên.
Nhưng mà chưa hỏi câu số 3 đó nha, có thường sống với tâm Phật không là câu số 3, bí mật không hỏi. À, tại vì biết trước là sẽ nói có khi có, khi không. À, và cũng hiểu thêm người nào tu giỏi thì sống với chân tâm thường, thường xuyên. Còn người tu dở thì lâu lâu mới nhán lần nhớ tới chữ tâm Phật thôi, chứ có khi cũng chưa sống được nữa. À, nhưng mà nhắc lại, mình sống đến với tâm Phật, đó là mình đang gây dựng tài sản cho mình an lạc ngay bây giờ. Và khi đi, mình chỉ đem theo cái đó thôi đó. Còn cái gì cũng để lại hết. Bằng cấp học cao tới đâu cũng để lại thế gian, qua bên đó không xài. Qua bên nào? Qua thế giới bên kia, không có xô cái bằng cấp ra được. Tiền bạc tài sản cũng chỉ xài ở đây thôi. Còn khi mà tắt thở rồi thì cũng để lại hết, nhưng chỉ có đạo lực của mình là mình đem theo thôi. Đạo lực là trí tuệ, là sự thành tựu tốt đẹp là đem theo. Và điều này chúng ta sẽ thấy rõ trong cái chuyện di chuyển từ quê hương qua một đất nước khác. Khi đi mình có đem hết tài sản qua không? Bây giờ cũng nói rằng có thể được ha, nhưng mà hiếm lắm, không có đem hết được. Nhưng sự hiểu biết, kiến thức và chí nguyện của mình sẽ đem đi, dù mình ở bất cứ quốc gia nào, để mình tiếp tục gây dựng. Cái nào là chính? Tài sản là chính hay trí tuệ là chính? Xin hỏi, ai thấy trí tuệ là chính xin giơ tay lên, hai ngón tay. À, còn tài sản là phụ. Vì tài sản được thành tựu từ trí tuệ, nhưng tài sản không tạo ra trí tuệ. Quý vị để nghe chúng tôi ôn qua phần thứ nhất là như vậy. Rồi bây giờ tới phần thứ hai, ôn qua tới vô ngã cũng vậy. Các pháp vô ngã, vì nếu các pháp do duyên hợp mà thành. Thí dụ cái thân mình có do nhiều duyên để thành không? Đầu tiên, cái duyên đầu tiên để có mặt gọi là mình á, là từ đâu? Mình có mặt ở thế gian này từ lúc nào? Ai nhớ? Khánh Dương, từ lúc nào con có mặt ở trong thế gian này, trong cuộc đời này? Micro nói thử. Rồi chuẩn bị bổ sung cho Khánh Dương nha. Con có mặt ở thế gian này hôm nay nè, kiếp này nè, vào lúc nào? Nó không biết ha. Biết chứ, hồi tối nói chuyện với sư phụ đó, chủ đề đó đó. Dạ, con có mặt trong thế gian này khi mà ở trong thai mẹ. Ừ, good à. Tưởng đâu nó hồi có khai sanh là nó hơi trễ lúc mà có mặt ở trong thai mẹ. Và khi đó còn cần mấy yếu tố để có mặt? Mời đại chúng trả lời. Số 3 xin phát biểu. Ai phát biểu? 3 yếu tố đó là gì? Chúng tôi ôn bài vì hiện giờ tuần nào cũng có đám cầu siêu ha. Đó, thì khi cầu siêu thì mình biết là sao? Mô Phật, kính bạch thầy. Thứ nhất là tinh cha huyết mẹ và thần thức của mình vừa mới chết đi. Ừ. Khi vừa mất đi. Nếu mình không học Phật mà không phải bắt buộc phải tin liền đâu, phải có học nhiều mới tin lời Phật dạy nha. Chứ nếu không thôi thì mình nói trời giống mê tín quá. Chết không phải là hết. Chết sẽ là một giai đoạn chuyển hóa mới. Thân này chết đi để sẽ có một đời sống mới. Nhưng đời sống mới như thế nào nó tùy thuộc vào cái gì? Những phước và nghiệp mình đã tạo ngay đời này. Nó giống như ai rồi cũng có tài sản, ai rồi cũng có sự nghiệp. Nhưng sự nghiệp, tài sản nó tùy thuộc nơi sự hiểu biết của mình đang có, và luôn cả cái đức hạnh của mình nữa. Như khi mình giỏi mà cái tánh hết mình không tốt thì nó cũng tổn hại cho việc lập sự nghiệp nữa. Cho nên cố gắng và không bao giờ mất. Những cái phước mình đã làm và những cái nghiệp mình tạo nó sẽ có.
nhưng nó sẽ có thể thay đổi chứ không cố định. Do mình tu, nó sẽ có sự thay đổi, chuyển biến. Như vậy, một người mất đi không phải là chết hẳn, sẽ có một đời sống mới, và đời sống mới có khi ngay tức khắc khi người đó vừa tắt thở, lâm chung. Nếu người đó có duyên để có một đời sống mới, gá vào tinh cha huyết mẹ thì sẽ có mặt ngay tức khắc. Còn không thì sau 49 ngày, 7 tuần thất. Và cũng có một trường hợp thứ ba là nếu nghiệp người đó quá nặng thì cũng rơi vào địa ngục ngay. Phước người đó quá nhiều cũng sinh về cõi lành cũng ngay tức khắc. Và trường hợp đặc biệt là có những người có một cái nguyện gì đó mà chưa siêu thoát được. Đó, cũng có những trường hợp đặc biệt mà chúng ta cần biết. Và điều những cái điều biết này để làm gì? Để chúng ta sống thật an ổn, sống thật tốt đẹp ngay bây giờ. Và việc gì đến chúng ta cũng nhìn thấu suốt, không có bị ngăn ngại, không có bị khổ đau. Thân duyên hộp không thật, cho nên thường chúng ta sẽ chấp cái thân mình đang sử dụng nè là thân này là của mình và thân này là mình. Đó, nếu ai bệnh mình có lo không? Không, lo ít ít thôi. Tùy theo người đó là người thân của mình thì mình lo, mình buồn. Chứ thường thân mình mới là gắn bó. Rồi cái mình chấp nó là mình luôn. Không những của mình mà chính là mình. Cho nên khi thân bị bệnh, mình đã bị khủng hoảng, mà cái thân này chấm dứt sự sống, mình rất đau khổ. Đó, vậy vậy thì sao? Hôm nay mình biết thân không phải là mình, và nó không phải của mình nữa. Và nói như vậy cái mình bắt đầu mình nói, ồ thế thì mình bệnh ai lo, lo chứ mình đâu có lo làm chi, phải vậy không? Không, nó vẫn là giống như chiếc xe mà mình sử dụng thì mình phải chăm sóc, mình phải lau chùi cho sạch sẽ, mình sẽ bảo quản cho nó. Sử dụng cái thân này mình cũng phải nói cho nó được, không có bị bôi qua, và chăm sóc sức khỏe cho nó. Đó, vậy một lúc nào chiếc xe hư thì sao? Sửa, mà sửa hoài không được thì sao? Cho ra nghĩa địa, bỏ luôn, cho ra nghĩa địa. Nó giống như xác thân của chúng ta vậy. Đến một lúc nào dùng không còn được nữa, bác sĩ từ chối có nghĩa là không sửa được. Quý vị hôm nay hiểu điều này không? Cho nên mình cũng phải biết đôi khi cái xe nó hư tại mình không biết cách sử dụng đó. Mình không chăm sóc thân mình cho nên nó mới bị mau hư, mau hỏng. Đó, mình phải có hiểu biết đó. Nhưng biết thân không thật. Và ngay khi nó đang có mặt á, mà nó cũng đang hoại từ từ. Mà cũng có thể là nó cũng đang tăng trưởng từ từ. Mà có gì có thay đổi có nghĩa là đang vô thường. Và phần thứ hai mình cũng chấp là mình, chính là cái tâm. Cái tâm mình chấp là mình. Thì hôm nay biết rằng cái tâm nó không tự có. Trừ chân tâm là cái dụng của nó là cái thấy, nghe, hiểu biết. Còn thấy cái gì, nghe cái gì, và khi thấy như vậy vui hay buồn, thích hay là không thích, thì nó thuộc về vọng tâm. Cho nên trước khi có vọng tâm, đố quý vị mình đang có chân tâm hiện tiền không? Đó. Xin xác nhận, trước khi sanh khởi vọng tâm phiền não sân si, thì mình có chân tâm đang có mặt không? Đó. Ai tin đã có xin giơ tay lên. Và hãy tập sống với chỗ này. Không cần thiết không bao giờ chạy qua vọng tâm. Nha, mà nếu có chạy ra vọng tâm thì mình liền biết để lui về liền. Hay mình phải nói thì nói bằng gọi là tùy duyên. Và mình chính là người gọi là tạm dùng phương tiện đó. Chứ không phải là bị lôi cuốn bởi vọng tâm. Đó, mấy vấn đề từ từ. Trong khi dạy con, mình sẽ thấy cái năng lực này của mình. Mới đầu dạy còn bình tĩnh, một lát mất bình tĩnh,
nổi cơn luôn ha. Và trong chúng với nhau cũng vậy, nói chuyện mới đầu còn tỉnh táo để trao đổi, dần dần cảm thấy bực bội tại vì không nghe lời mình, không chấp nhận cái điều của mình là tối cao. Tôi có suy nghĩ về điều này và chia sẻ với đại chúng. Một hôm nghe Hòa Thượng chỉ dạy cho chúng, tôi nghĩ Hòa Thượng cũng vất vả, nói hoài mà mình có làm được trọn vẹn đâu. Thì mình đối với Thầy mình có lỗi không? Có lỗi chứ. Vậy thì nếu chúng nhỏ mới vào mà được nương nhờ mình để mình chỉ dạy, sao mình nổi cơn? Thầy có nổi cơn với mình đâu. Thầy vẫn từ bi. Và vào chúng ni Thầy kêu con ngọt xớt, mấy con ráng tu nha, mấy con cố nỗ lực nha ha. Còn qua mấy thầy thì kêu mấy chú ha, mấy chú nha, mấy chú phải cố gắng này kia nha. Tại vì nếu mà bên mấy thầy nam mà cũng thương giống nữ thì nó yếu xìu. Thành ra khi mà thầy có những lời từ bi nhắc nhở khích lệ như vậy, mình thấy mình đối với chúng hình như mình không được từ bi bằng thầy á, thì mình phải tự hổ thẹn và mình phải dừng liền cái tập khí mà hung dữ của mình khi đối với huynh đệ. Tôi giác ngộ và thấy lỗi của mình. Và giờ thì không biết có giỏi chưa, chứ tôi đã thay đổi rồi đó. Tôi thay đổi lúc đó rất sớm nha. Khi ở chúng tôi thay đổi rất sớm. Thành Đa cũng chia sẻ với đại chúng, khi nào mình thấy và mình quyết thay đổi, mình sẽ thay đổi. Còn nếu không, cứ thế nhào vào con đường hắc ám, phiền muộn cho mình, phiền muộn cho người, dù đó là người thân của mình, người thân yêu á, chứ hàng xóm mà có đụng họ được đâu, người đi ngoài đường có đụng được đâu, mình đụng với nhau, những người thân yêu với nhau. Mà vì vô minh cho nên mình cũng mệt, mà người ta cũng có khỏe đâu. Ráng tu đi, cho nó tốt. Rồi bây giờ tóm lại, với vô ngã này mục đích để làm gì? Để Phật từ bi mở cái trí tuệ của mình, để mình đừng chấp ngã mà mình bị khổ đau khi những cái mình chấp nó là mình đang hoại diệt. Rồi những cái mình chấp là mình đang tạo nghiệp, chạy theo đó mà tạo nghiệp. Cho nên Phật dạy, vô ngã con ơi, nó không thật, nó duyên hợp. Tới cái đẳng cấp vô ngã này thì bắt đầu dùng trí tuệ bát nhã, thấy cái pháp duyên hợp không thật, bắt đầu dùng tinh thần trí tuệ bát nhã. Và khi không thật thì nó có mà như huyễn hóa. Chúng tôi cũng nhắc lại, mấy người đệ đang nhìn, phải nhìn chung quanh và phải giác ngộ từ một cái gì đó mà chính mình giác ngộ. Thí dụ nếu là người làm hương đăng chưng trái cây thì dĩa trái cây này có huyễn hóa không? Huyễn hóa, mà thật sự mình chấn động giác ngộ thì nó mới có giá trị. Còn giờ nghe vuốt đuôi theo thì không có giá trị. Bình hoa có huyễn hóa không? Huyễn hóa. Và tôi giác ngộ từ những bóng cây ở ngoài sân. Giờ này nắng lên, bóng cây ngã xuống ở trên mặt đất. Bóng cây này có duyên hợp không? Cần phải những duyên nào? Ánh sáng, rồi cái cây đó thì nó mới hiện. Nhưng mà nó cố định không? Không. Mặt trời di chuyển thì cái bóng cây mới đầu nó hướng này, từ từ nó nghiêng hướng khác nha. Và khi tắt ánh mặt trời thì không còn cái bóng cây in ở trên nền đất. Mình thấy được huyễn hóa là như vậy đó. Hãy thật sự giác ngộ một vấn đề. Người ở trong bếp có thể giác ngộ nồi bún bò huyễn hóa. Món gì đó mà mình thích thú, huyễn hóa. Vậy nếu huyễn hóa mà thiếu nhịn chút, mua chưa được như ý, mình có nổi cơn không? Không, huyễn hóa. Nếu mình muốn, mình chủ động đi, mình nhờ thì mình phải chấp nhận. Chứ mặt mình hầm hầm đó thì tội nghiệp quá, đang luân hồi sinh tử ha.
Mấy người đệ thông cảm không? Cho nên cảnh giới nào mình vẫn tu được hết á, mà tu đến giác ngộ đó. Vậy sau khi được học về vô ngã là để phá đi cái chấp ngã của chúng sanh, để chúng sanh bớt khổ và bớt tạo nghiệp. Khi mình cho rằng cái giận này là có lý thì mình phải làm cho đã giận, gọi là đã nư, đã giận, thì mình có làm điều lành không? Không. Mình tạo những cái hành vi gây đau khổ cho người và cũng tổn cái đức của mình nữa. Hoàn toàn có hại. Đó, vậy vô ngã thì như vậy nha. Tuy vậy, Đức Phật, Đạo Phật lúc nào cũng hài hòa, dung hòa với thế gian, cho nên vẫn chấp nhận cái bản ngã của thế gian. Để làm gì? Để vì cái bản ngã này mà mình phải giữ cái giá trị của nó, để mà tiến bộ trong cuộc sống. Học phải cho giỏi, chứ đừng nói vô ngã mà học giỏi làm chi, để nó làm biến, không được. Cũng phải thành công trên đường đời, cho nên vẫn có một cái ngã để đền ơn cha mẹ thầy tổ đã nuôi dưỡng mình. Cho nên với cái nhìn dung hòa thế tục, vẫn có cái ngã. Và từ cái ngã này mà có một trật tự an ninh an toàn trong xã hội. Vì nếu cái gì cũng vô ngã thì mình dễ tạo ác nghiệp, và mình không biết hổ thẹn. Nhưng cuối cùng, cái nào cũng ba lớp hết. Đối quý vị, cuối cùng là gì? Đang ôn bài, chưa qua bài mới. Cuối cùng xin mời giơ tay lên. Còn một phần số 3 nữa, trong mỗi đoạn, trong mỗi pháp ấn. À, không phải qua cái pháp ấn thứ 3, mà trong mỗi pháp ấn có 3 phần. À, chúng tôi đang nói về mặt thế gian, thứ hai là về mặt chân lý tương đối, và cuối cùng là mặt chân lý tuyệt đối. Là gì? Chân ngã, đang nói về ngã thì phải nói chân ngã, chứ không có kéo qua chân thường được. Chân ngã, có một cái chân ngã, đó chính là chân tâm. Đó, cuối cùng là chân tâm. Ôn bài xong nha, bây giờ qua bài mới. Pháp ấn thứ 3 chính là Niết Bàn Tịch Tịnh. Trước khi đi vào nội dung thì thưa đại chúng, Niết Bàn Tịch Tịnh để nó nói tới tính chất gì? Khánh Phương Nhàn nói lớn lớn cho nó nhỏ xíu, thiếu tự tin nè con. Dạ mô Phật, đừng nói với tính chất không ạ. Đúng. Thưa đại chúng, những cái điều này mình nghe thấy như vậy, chứ có khi buông một mình rất là bối rối á. Tại vì vô thường, khổ. Cái nào khổ? Vô thường là khổ. Rồi không. À, không là chính là chỗ nói về vô ngã này nè. Định nghĩa ha. Niết bàn là cảnh giới giải thoát tối cao mà Phật giáo và các tôn giáo khác đang đuổi tìm. Nhưng ở đây, chánh văn nói như vậy, nhưng ở đây chúng tôi nhớ một bài pháp ở trong A Hàm, là chỉ có giáo lý của Phật, đệ tử Phật và đệ tử Phật mới chứng được cái chỗ tột cùng này. Còn các tôn giáo khác, các triết học khác cũng hướng đến chỗ này, nhưng không bao giờ đạt đến giống như Phật giáo. Vì chân lý của Phật sẽ đưa mình tới, thay vì các cái trường phái khác sẽ có mấy thông, mấy thần thông, 5 thần thông thôi. Còn riêng Phật giáo sẽ có là cái gì mà khác? Chính là lậu tận. Cho nên
các trường phái khác có khi không đạt đến lậu tận. Không đạt đến lậu tận. Cho nên nếu hôm nay mình là đệ tử Phật mà mình không chịu gọi là điều phục cái lậu hoặc của mình thì mình trở thành đệ tử Phật hay ngoại đạo? Ngoại đạo. Hay nói một cách khác, mình tu chưa trọn vẹn. Chưa trọn vẹn. Thật ra Niết Bàn này có đến 66 tên gọi khác nhau. Chúng ta không cần đi sâu vào điều đó. Nhưng chúng ta sẽ biết rằng Niết Bàn sẽ có hai tính chất, tích cực và tiêu cực. Nghe như vậy, tiên đoán trước là đang nói cái gì? Chúng tôi khi học, chúng tôi kêu gọi quý vị nên có tư tưởng trước, để mình đem cái kiến thức mình ra trước, rồi sau đó mình mới tiếp nhận một lời giáo hóa. Thì mình biết, ô, quá ra của mình nó không tới nơi. Và mình rất trân quý điều mình mới được khai thị. Niết Bàn có hai tính cách, tiêu cực và tích cực. Mời đại chúng có một chút phát biểu về điều này trước khi nghe pháp. Phương Tuệ. Mô Phật, nếu mình chấp vô không thì đạt tới Niết Bàn mà vẫn chưa được, chưa đủ. Mình phải tới ngay chỗ rõ ràng thường biết. Mô Phật. Phật tánh. Mô Phật. Đó là điều hết sức là căn bản của Thiền Tông. Nếu huynh đệ chúng ta đã được Thiền giáo đồng hành theo chủ trương của Thiền Phái Trúc Lâm thì mấy huynh đệ phải nắm rõ điều này. Để làm gì? Không phải mình phê phán người khác, nhưng mà mình không lầm khi nghe những cái triết thuyết khác trình bày. Và nhất là mình không lầm về chỗ tu của mình. Giờ này mình có an trú được chỗ không chưa? Và nếu không là đủ chưa? Hay còn cái gì nữa? Và chúng tôi nhắc lại, nếu mình chân thật tu hành, những ngôn ngữ đó phải được thực hành và được thành tựu. Chứ chữ nghĩa cũng không hiểu, rồi thực hành cũng không làm, và cuối cùng thành đạt cũng không tới, thì nó rất uổng phí cuộc đời của mình khi có duyên với đạo. Thưa đại chúng, tiêu cực và tích cực chính là đang giới thiệu hai loại Niết Bàn. Một loại Niết Bàn của hàng Thanh Văn và một loại Niết Bàn của hàng Bồ Tát Phật Thừa. Và câu hỏi cần thiết ở chỗ này là Thiền Tông hướng dẫn mình đạt đến Niết Bàn nào? Đó. Cho nên những cái điều đó chúng ta cũng không phải vì chúng ta tu thiền mà cái gì chúng ta cũng đề xướng, đề cao pháp tu của mình. Mà điều đó để dành cho tất cả mọi người với cái lòng từ bi chia sẻ, chứ không hề với tâm ngã mạn cho mình là hay và coi thường những pháp môn khác. Tất cả pháp môn khác đều vẫn có thể đạt đến chỗ này nếu mà được hướng dẫn. Niết Bàn có hai nghĩa, tiêu cực và tích cực. Niết Bàn theo nghĩa tiêu cực có nghĩa là sẽ thổi tan, sẽ tắt ngấm vô minh của nội tâm, sẽ được thổi tan, phá tan và tắt ngấm không còn, và cũng tắt mất sự thô động của phiền não. Có sự phiền não dù là thô hay là tế đều phải được chấm dứt. Câu hỏi, quý vị trình bày thử cái vô minh và phiền não thô và vi tế như thế nào? Chúng tôi đặt câu hỏi hơi khác thôi,
Chứ nếu dùng đúng cái chữ nghĩa thì quý vị dễ lắm. Nhưng chúng tôi đặt khác để quý vị phải tỉnh thức trả lời. Khánh Tuệ. Dạ, mô Phật bạch Thầy. Mình bị cái tội vô minh. Cho nên vì vô minh, cho nên không nhận được cái chữ vô thường của Phật dạy. Cho nên tại sao mình phải tu? Tu là để thực hành những gì Phật dạy, để cho nó thấm nhuần cái chữ vô thường đó. Mình chấp nhận được thì mình qua được cái vô minh. Thì ngay cái chỗ vô thường đó mà chết là đó là sự thật. Thì đó là ở đời mình cho là khổ. Thì khi mình biết được rồi thì khổ hay vui nó ngay cái chỗ đó thôi con. Rồi, cảm ơn con. Mời Khánh Trần ha, phát biểu tiếp ha. Mô Phật, thưa sư phụ, vô minh, vi tế và thô là cũng có nghĩa là tam tế và lục thô. Đúng, đúng ý của sư phụ nhất. À, còn chơi niệm tường. Tại vì cách của chúng tôi đang hướng dẫn và thực hành đó, thành ra quý vị phải bắt gặp được cái bài học thực hành thì nó sẽ hiệu quả và nó sẽ dễ dàng hơn. Mời con. Dạ, mô Phật, kính bạch sư phụ. Con cũng tiếp theo cái ý của cô Khánh Trơn, tức là cái vô minh thô á là mình trụ tướng, mình dính với tướng. Còn cái mà vô minh vi tế là quên. Khoan. Dạ. Khi dính với tướng, vậy nó có liên quan tới vô thường không? Dạ, có. Có chứ. Các pháp vô thường mà tại sao mình trụ rồi mình đòi hỏi? Mà tâm mình có vô thường không? Cũng vô thường mà đang chạy theo ai vậy? Cho nên chúng tôi nhắc lại, khi mình tu mình nhìn thấy nhiều điều vô minh mà rất đáng thương cho mình. Nếu mình không chịu phát tâm cho mạnh thì mình vẫn chạy theo cái dòng vô minh mà tối tăm mà không có thể tưởng tượng được của mình nhiều đời nhiều kiếp. Dạ, kính bạch thầy, rồi cái vô minh vi tế tức là lúc này mình quên đi cái chân thường, mình quên đi cái chân tâm Phật tánh mà mình bị lôi cuốn, mình đã mất mình để theo cái đối tượng ở bên ngoài. Tới cái vô minh vi tế này chính là không còn nhớ, không còn biết chân tâm Phật tánh của mình. Mình chạy theo vọng tâm hoàn toàn. Còn cái vô minh thô là đang vọng tâm trụ nơi tướng rồi bắt đầu phân biệt. Tiếp tục phân biệt, quý vị chép cái bài thơ này, chép cái bài cái này giống như thần chú để nhắc mình. Phân biệt, tiếp tục phân biệt, chấp cứng, đặt tên, tạo nghiệp, khổ đau. Vậy một người đang khổ đau mình nói bỏ đi, đừng vô minh nữa, người ta có chịu không? Nếu người này mà chưa có được đi học á, mà người ta đang khổ bắt gì nói tạo nghiệp. Nhưng mà họ đang tạo nghiệp, họ đang làm cho họ khổ và họ sẽ làm cho những người liên quan cũng khổ lây. Đó, cho nên thấy khổ đau là biết đang vô minh rồi đó. Rồi mà cái người lanh lẹ phân tích nói tôi đúng chị sai vân vân, thì người này thì sao? Vô minh chưa? Vô minh mà vô minh thô, thấy dễ quá mà không biết tại sao không thấy. Đó, cứ phân biệt, tiếp tục phân biệt, cứ lý luận hoài. À, rồi chấp cứng là mình đúng người khác sai. Nhưng trước khi có lục thô là sáu, lục là sáu, thô là sáu cái tướng dễ thấy. Cái người lý luận dễ thấy không? Rất dễ thấy. Lý luận ra miệng dễ thấy. Có người lý luận trong đầu dễ thấy không? Thấy được luôn. Cái mặt người đó không có hồn, không có sự sống hiện tại. Nó đi, mắt nó đang hút hồn về hướng nào á. Ngó cái mặt mà là cái gương mặt chết. Thử nhìn đi rồi biết. Nó đơ, nó không có cái nhạy cảm sự sống nơi hiện tại. Là biết nó cũng đang chạy theo lục thô vô minh rồi. Mà trước đó là nó đi vào tam tế, là tam là ba, tế là nhỏ nhặt khó thấy. Đó chính là gì? Trụ tướng. Nó dính mắt rồi, ngồi nói chuyện cả tiếng đồng hồ nhưng nó chấp có một câu. Một câu là chê nó mà khen người nào đó,
mà người đó là đối tượng mà tối kỵ, thì có nói chuyện mênh mông bát ngát là khỏi nghe đi, chỉ nhớ có câu đó thôi và bực bội trong lòng. Hay là có một cái điều gì mà mình thương, mình ghét mạnh thì mình chỉ nhớ điều đó thôi, bị trụ ở đó. Thì lúc đó cái gì xảy ra? Cái phần thứ hai và phần thứ ba của tam tế, chúng tôi cũng nói quý vị đừng có tin liền, phải quán chiếu và phải thực hành cho thật sâu thì nó trở thành của mình. Còn nếu mình không thực hành là mình chỉ nói trên miệng lưỡi thôi, chứ nó không có sức sống, không có đạo lực. Vô minh trụ tướng, sáu căn huyển hiện, sáu trần huyển hiện. Chỗ này không phải dễ nha thưa đại chúng. Chúng tôi cũng nói lại vì đây là chỗ thực hành của chúng tôi gần 20 năm. 20 năm không thông ôm ấp. Cho nên khi thông được chỗ đó rồi, chúng tôi đặt thành những câu ngắn. Nó giống như những cái câu gọi là khẩu quyết. Khẩu quyết dễ nhớ. Cái đó nằm trong quyển Đại Thừa Khởi Tính Luận, nằm trong quyển Kinh Lăng Nghiêm, và chúng tôi phải ôm ấp lâu lắm. Khi nào thông mình mới dịch một cách nhẹ nhàng nhất. Vậy tam tế là vô minh trụ tướng, sáu căn huyển hiện, sáu trần huyển hiện. Và khi có sáu căn huyển hiện, sáu trần huyển hiện, nó bắt đầu mới qua lục thô, là bắt đầu phân biệt. Tiếp tục phân biệt. Phân biệt có nghĩa là có sáu căn dính vào sáu trần mới bước qua phân biệt. Vậy khi phân biệt là mình đã có lục thô chưa? Tam tế chưa? Có rồi. Mấy quý đệ hiểu không? Và cái gốc đầy khó khăn của chúng tôi, thế nào là sáu căn huyển hiện? Căn nằm đây nè. Sao nói huyển hiện? Nó hiện một cách huyển hóa. Căn đây nè, có sẵn mà. Mắt nè đây, tai, mũi, lưỡi đây hết. Mà sao lại huyển hiện? Mình phải khám phá. Và mình phải thật sự giác ngộ. Thì từ đó mình sẽ điều tâm một cách có bài bản và có trí tuệ. Không nghi ngờ. Rồi sáu trần sao huyển hiện? Nè, nó đang có mặt nè. Giờ giải quyết sáu trần trước đi thưa đại chúng. Thế nào là sáu trần huyển hiện? Ai tình nguyện trả lời chỗ này? Phật, bạch thầy, vọng tưởng ngay đó, nó huyển hiện ngay cái vọng tưởng của mình. Thanh Thuệ. Nhập mô Phật bạch thầy. Thì con cứ biết là sư ông dạy mắt biết thấy là chân tâm, tai biết nghe là chân tâm. Rồi huyển hiện chỗ nào? Thì nó hết. Nó hết cái gì? Hết tại cái vì, gì? Tại vì con sẽ con có chánh niệm thì nó hết huyển. Dạ, mô Phật, kính bạch sư phụ. Theo con, sáu trần huyển hiện là khi mình trụ tướng là mình mới thấy trần cái đó. Thì khi đó mình không còn trụ tướng nữa thì nó không có còn nữa. Dạ mô Phật. Kinh nghiệm của mỗi người. Rồi Khánh Trân nói thôi coi. Hồi hộp nó nhân khúc này giữa hồi hộp đó. Rồi nói đi con. Mô Phật thưa sư phụ, tại khi mà không có sống bằng chân tâm với sáu căn thì từ đó sẽ ra sáu trần. Cho nên Chậm chậm thôi, tôi chấm điểm trần. Rồi nói. Dạ, tại vì khi mà không quên, không sống bằng chân tâm với sáu căn thì sẽ ra sáu trần, cho nên sáu trần huyển hiện tại nó, lúc đó nó có điều kiện. À, tạm được nha, rồi cũng cố gắng hơn nha. À, Phương Nhàn sao không nói hiện vậy con, im ru à? Nghĩ sao về cái huyển hiện này và tới luôn từ Hoa Khai nữa nha. Khúc này là khúc hấp dẫn cần xuất hiện. Dạ mô Phật, kính bạch thầy.
Cái huyển hiện thì coi như nó vẫn có như vậy đó, nhưng mà mình trụ thì mình mới thấy rõ cái đó nó hiện trong tâm của mình. Còn nếu và nó không... có vấn đề với mình. Dạ. Thí dụ như nè, vạn vật là có muôn ngàn, vạn này là 10.000 á. Xung quanh có rất vô số vật, đâu phải cái nào mình cũng trụ vô đâu. Giống như trước mặt mình vậy, nhưng mà đâu phải mình trụ hết đâu. Mà không trụ hết thì nó có cũng như không. Mà cái nào mình dính mắc thì nó mới bắt đầu xuất hiện với mình. À, thì chúng ta hiểu cái chỗ đó là chỗ huyển hiện. Nó hiện khi mình trụ vào. Còn nó vẫn có nhưng mà nó như không. À, và thưa đại chúng, tóm lại, bắt đầu khi mình trụ vào, dính mắc vào, thì bắt đầu đó là một trần đang có thể làm ô nhiễm tâm mình. Vì tâm mình vốn là vô nhất vật, không một vật. Cho nên chỗ này là chỗ khi tu tùy theo đẳng cấp của mình. Có khi mình chờ có phiền não mình mới bắt đầu điều phục. Nhưng mà người tu giỏi là vừa dính mắc là đã dẹp trừ rồi. Mà vừa dính mắc là đang ở giai đoạn nào? Số mấy? Thưa đưa ngón tay lên, giai đoạn số mấy? À, số 3. Trả bài xuống thì được ha, mà hỏi bất ngờ trả lời không được ha. Tam tế. Bắt đầu trụ là nó nằm ở tam tế. Cho nên qua câu chuyện của Ngài Cảnh Thanh trả lời người đệ tử cầu Pháp. Khi người đệ tử cầu Pháp là rất thích gần gũi với tăng đoàn và rất cần sự gần gũi với thầy tổ. Có phải đi tìm lời ngon tiếng ngọt từ thầy không? Thầy cũng không rảnh để mà phải ngon ngọt với ai. Cần gì thì nói đó để giúp cho cái người đang cầu Pháp. Cho nên một đêm khuya, nơi một thiền viện ở trên núi vắng, tiếng ếch nhái ảnh ương kêu vang. Cảnh giới này nó rất quen thuộc khi chúng ta về quê ở vùng vắng vẻ. Người cầu Pháp vẫn đứng hầu thầy. Còn ai mới vào chúng đã chạy mất thì biết có cầu cái gì không? Cầu gì? À, không có cầu Pháp. Pháp là văn tự để tu và nhất là sự thực hành để thành tựu. Rất là quan trọng. Thì thấy người đệ tử vẫn đứng hầu. Thì thầy mới hỏi, cái gì vậy? Khi nghe những cái tiếng động ếch nhái ịnh hương đó, hỏi là cái gì? Thì người học trò liền nói cái gì? Ai nhớ? Cái người học trò đó nói cái gì? Mời trả lời thử. À, quý vị cầm micro nói. Dạ mô Phật, con nhớ đoạn này thì đệ tử mới trả lời, dạ con nghe cái đó là tiếng con rắn cắn con nhái. Rồi, nghe tới đó thì thầy nói như thế nào? Rồi, Khánh Chân nói coi. Mô Phật, thưa sư phụ, dạ thầy nói là chúng sanh khổ, có khổ chúng sanh. À, chúng sanh khổ, có khổ chúng sanh. Ừ, rồi. À, một hôm khi nghe như vậy người học trò hiểu không? Người học trò cũng mỏi mệt lắm. Ủa sao thầy nói, thầy hỏi cái gì thì mình nghe cái gì mình nói cái đó, mà nói chúng sanh khổ là sao? Chúng sanh con vật lớn nó ăn giết con vật nhỏ là chúng sanh bị khổ, nhưng có khổ chúng sanh là cái khổ của cái người đang dính mắc cái chuyện đó kìa, cứ chạy theo cảnh kìa. À, rồi một hôm có tiếng mưa, trời mưa, nghe tiếng có tiếng mưa rơi, thầy mới hỏi là cái gì? Thì người học trò trả lời như thế nào? À, tiếng mưa rơi. Thì tới đây
Tiếng mưa rơi đâu có chúng sanh nào dính như chúng sanh nào đâu, để có chúng sanh khổ rồi khổ chúng sanh nữa. Thì lúc đó thầy bình là quên mình theo vật. Thì lúc nói chung là khi chúng tôi tiếp cận với cái lời pháp thoại này cũng không phải dễ hiểu, không dễ hiểu đâu. Và một số quý cô cũng thắc mắc khi dụng công, nói có gì nói nấy, sao thầy còn quở. Và trong cái nói này đâu có khen chê gì đâu, cho nên đâu có kẹt đối đãi hai bên. Thưa đại chúng, nếu có căn, có trần, có căn, có cảnh, có hai bên chưa? Có rồi chứ. Nhưng mà chưa có qua gọi là cái tình chấp, thương ghét thôi. Chứ đã cũng chạy qua bên tam tế rồi đó. Còn ở trên là ở trạng thái lục thô. Mấy người đã hiểu không? Cho nên khi mình tu có nhiều cái cấp độ lắm, tùy cái duyên của mình, sự dụng công của mình. Vậy ở đây trong cái phần mà niết bàn tiêu cực, trước nhất là cũng tắt mất, có nghĩa là dẹp trừ, thổi tan, có nghĩa là không còn vô minh của nội tâm và sự thô động của phiền não. Vậy nếu hôm nay trong cái phiền não mà mình còn rần rần bằng miệng, rần rần ở trong ồn ào trong tư tưởng, thì có phải trạng thái niết bàn không? Không, biết rồi. Mà mình tu mình hướng đến niết bàn hay là hướng đi đâu cũng được, là hướng đến niết bàn thì mình biết đang đi lạc đường, phải dừng ngay đó. Từ cái tắt mất vô minh và phiền não, từ đó chấm dứt sanh tử luân hồi. Vậy nói một cách khác đi, mình đang phiền não mà mình dừng sự phiền não lại, mình có bị áp bức gì không? Không. Mà mình đang có phước duyên bước vào chỗ giải thoát luân hồi sanh tử. Vì luân hồi sinh tử vào lúc nào? Vào lúc tâm mình dính mắc và tâm mình khởi niệm mà đưa qua sân si phiền não, là lúc mình đang luân hồi. Từ một con người an vui, nó qua đau khổ, rồi qua giận dữ để cho mình khổ đau và gây cho người khác khổ đau. Đó, mình đang tạo nghiệp xấu dở. Như vậy về niết bàn mà tiêu cực á, quý vị thấy cũng rất là tốt nha. Không còn vô minh mà không còn phiền não, và trong cái trạng thái niết bàn này cũng chấm dứt sanh tử luân hồi, không còn luân hồi sanh tử, với điều kiện làm chút vậy thôi, phải không? Dừng phiền não một chút ha, rồi lát tiếp tục sanh khởi, phải không? Phải chấm dứt mãi mãi, chứ không phải chấm dứt một chút rồi cho có chuyện đó rồi một lát sanh việc khác. À, cho nên trong kinh Tạp A Hàm có ghi: tham dục phải dứt hẳn, sân nhuế trừ hẳn, và ngu si cũng hết. Ba thứ tham sân si phải không còn, và tất cả phiền não không còn, thì gọi đó là niết bàn. Và niết bàn đang giới thiệu chính là niết bàn tiêu cực. Chữ tiêu cực là gì? Để chúng ta sẽ hiểu tới chữ tích cực, xin phát biểu. Mấy quân đề phải phát biểu rồi, đôi khi phát biểu trật nữa nó mới nhớ đi ai, còn nghe nghe rồi nó quên hết. Phương Nhàn nói thử. Mô Phật, ở bên đây là niết bàn này còn hạn chế là chỉ nghĩ đến mình, chứ chưa nghĩ đến hoằng hóa tất cả chúng sanh. Đúng. Độ sanh. Ở đây chỉ mang tính chất an lạc của cá nhân thôi, cá thể thôi. Nha. Cho nên trong phần niết bàn tích cực đó có giới thiệu là đây là niết bàn mà công quả thù thắng. Sau khi
dứt sạch phiền não. Và có những tên gọi khác nhau như đây là chỗ bất tử, đây là chỗ thanh tịnh, giải thoát, an ổn, thường hằng. Và trong kinh A Hàm thường dùng những chữ để chỉ cho cái niết bàn tích cực này là tất cánh tịch tịnh. Tất cánh là rốt ráo, tịch tịnh là thanh tịnh và vắng lặng, cứu cánh thanh lương, thật cực an lạc, là để giới thiệu cảnh giới niết bàn. Trong luận thanh tịnh đạo thì nói rằng cái việc này có nghĩa là niết bàn này có đặc tướng của tịch tịnh. Tịch nhắc lại là vắng lặng, tịnh là thanh tịnh. Có tác dụng của bất tử, hoặc có tác dụng làm cho an lạc và thường hằng. Công đức của niết bàn sẽ quy về bốn đức: thường, lạc, ngã, tịnh. Đó, nó thường hằng, nó an lạc, nó chính là chân ngã, chứ không phải là cái bản ngã huyễn hóa không thật, và nó thanh tịnh. Tóm lại, niết bàn tiểu thừa không ngoài cá thể chân ngã, được an lạc, hạnh phúc, vĩnh hằng và thanh tịnh. Nhưng tất cả những cái này nó mang tính chất cá thể thôi, chứ chưa có phát tâm để hoằng hóa độ sanh, vì nó đặt nặng vấn đề lặng lẽ thanh tịnh, tịch lặng. Và trong hai loại niết bàn vừa giới thiệu thì chúng ta cũng tìm hiểu thêm một đặc điểm nữa là có hai cái cách phân chia nữa là hữu dư y niết bàn và vô dư y niết bàn. Hữu dư là còn thừa, vô dư là không còn thừa. Thừa cái gì? Hữu dư y niết bàn nghĩa là người tu hành ngay đời này đã đoạn phiền não chứng A-la-hán. Trên cái tinh thần thì đến được giải thoát, an hưởng tịch tịnh thanh lương cực lạc. Nhưng dù đã giải thoát nhưng tinh thần vẫn còn tạm thời nương tựa vào nhục thân. Hữu dư có nghĩa là vẫn còn nương tựa vào nhục thân. Cho nên còn một chút khổ và không tự tại, do cái khổ này do thân sanh ra. Còn vô dư y niết bàn thì ly khai vĩnh viễn sự trói buộc của nhục thân, tận hưởng sự an lạc của niết bàn, không còn thân chi phối. Đã. Hữu dư y niết bàn là lậu tận tâm giải thoát, còn trong thân rốt sao? Vị chứng A-la-hán này vẫn còn thân, còn cái tuổi thọ, cho nên còn liên quan tới thân tướng trong hiện đời. Mà có thân thì sao? Phải có nghiệp quả của nó, cho nên vẫn có khổ. Còn vô dư y niết bàn, vô dư này là các hành vẫn tương tục, các sở thọ đều diệt, tịch tịnh mãi thanh lương. Đó, đây là đối với các vị A-la-hán, vô dư y niết bàn chỉ cho chỗ quy túc sau khi chết. Có nghĩa là sau khi chết sẽ hướng về chỗ niết bàn vô dư. Còn ở trên là những vị chứng A-la-hán rồi, nhưng cũng còn thân, còn đang giữ cái mạng sống ở hiện đời.
Đó, chúng ta hiểu hai cái loại niết bàn như thế. Và thưa đại chúng, đối với đại thừa thì sẽ có vô trụ xứ niết bàn. Chúng tôi cũng có một cái thắc mắc, chỉ giới thiệu tới loại niết bàn thứ ba này trong bài học này thôi. Thật ra chúng ta sẽ còn có một loại niết bàn nữa là tự tánh thanh tịnh niết bàn. À, nhưng riêng bài học này chỉ giới thiệu ba loại niết bàn. Vô trụ xứ niết bàn là niết bàn của đại thừa. Hai cái niết bàn trên dù là tích cực hay tiêu cực được giới thiệu ở trên, nó thiên về tự lợi. À, chúng ta quay lại bài học vừa học, cái chỗ tích cực nó khác với tiêu cực như thế nào? Ở đây cái công quả đã thù thắng, niết bàn theo nghĩa tích cực là công quả thù thắng. Rồi chúng tôi đang trình bày hoàn toàn theo giáo án có sẵn, nhưng chúng ta vẫn có thể đặt những cái nghi vấn. Lẽ ra niết bàn tích cực này là ngay lúc đó phải chỉ cho niết bàn của đại thừa thì nó hợp lý hơn, phải không? Đó, thì chúng ta cũng cứ nhận xét vậy thôi. Và bây giờ xin tiếp tục bài học. Vô trụ xứ niết bàn sẽ khác với niết bàn của tiểu thừa, nghiêng về tự lợi, cho nên cá nhân cũng giải thoát khổ sanh tử và cũng vĩnh viễn hưởng được niềm an lạc. Nhưng vượt lên trên hai thứ niết bàn kể trên, đại thừa còn nói tới một thứ niết bàn nữa, đó là vô trụ xứ niết bàn. Đây chính là chân như ra khỏi sở tri kiến. Chân như là gì? Chính là chân tâm. Ra khỏi sở tri kiến là gì? Những cái chấp cố chấp của mình, những cái hiểu biết cố chấp của mình. Cho nên chúng tôi cũng nói một cách bình dị, khi chúng tôi tập tu, chúng tôi nói rằng chẳng lẽ mình có phước duyên thông minh hơn một chút, hiểu biết hơn một chút mà mình phải đi kèm với phiền não sân si sao? Mấy người đệ thông cảm như vậy không? Cho nên với cái lời nhắc mình như vậy, tự nhắc như vậy, mình cũng vượt lên, vượt qua những cái hiểu của mình mà giả sử người xung quanh không hiểu theo kịp hay không làm theo kịp. Đó. Nhưng ở đây chữ chuyên môn chính là sở tri. Sở tri có nghĩa là những cái hiểu biết, những cái kiến chấp của mình. Vì nếu dù là trí tuệ mà chấp, nó vẫn là sở tri chướng. Hiểu chỗ này không? Sở tri chướng. Vậy vượt lên hai thứ niết bàn kể trên của tiểu thừa, đại thừa có vô trụ xứ niết bàn. Mà vô trụ xứ có nghĩa là ra khỏi sở tri chướng. Vậy trụ là trụ cái gì? Trụ vào cái kiến chấp, nó trở thành sở tri chướng. Thường được hỗ trợ bằng cái gì mà mới có thể ra khỏi sở tri chướng? Nó sẽ được hỗ trợ bởi bát nhã. Do đó sẽ không trụ sanh tử. Và một điều đặc biệt của trình độ của chúng ta hôm nay, không trụ sanh tử mà cũng không trụ niết bàn. Ngày xưa chúng ta không trụ sanh tử để chúng ta chọn niết bàn, nhưng hôm nay cũng không phải là trụ niết bàn. Vì niết bàn trước nhất trên văn tự là danh từ đối đãi. Chân tâm có phải là đối đãi với sanh tử không? Không. Đó, hãy chiêm nghiệm về điều đó. Tu cứ từng bước thôi, chứ mình cũng không nghĩ là mình hay liền đâu. Từ từ tiến lên. Do đó không trụ sanh tử niết bàn, làm lợi lạc hữu tình tận đến đời vị lai.
Trước nhất là đến bao giờ? Quý vị thấy được cái thời gian đi. Trước nhất là đến bao giờ? Cho đến khi mình thành Phật. Và sau đó thì sao? Có lợi lạc hữu tình tiếp không? Tiếp tục ở cương vị Phật để làm lợi ích chúng sanh. Nhưng giai đoạn đầu mình phải làm lợi ích hữu tình để thuần thục cái sống với chân tâm mà không bị sở tri chướng. Thuần thục sống với chân tâm. Cho nên sau khi gọi là kiến tánh khởi tu là như vậy. Khởi tu là bắt đầu thực hành như những gì mình đã hiểu và mình phát nguyện, làm một cách thuần thục. Và trong khi đó mình cũng bị rơi không trọn vẹn là vì sở tri chướng. Mấy huynh đệ thông cảm không? Cho nên việc va chạm với huynh đệ, tại sao kinh Duy Ma Cật nói rằng chúng sanh là thầy của mình? Chúng sanh nó sẽ khơi những cái cố chấp vô minh của mình xuất hiện để mình phiền não, mình khó chịu. Cho nên đó là thầy cho mình thấy bệnh mình, như bác sĩ báo tin mình bệnh gì vậy đó. Rồi sau đó mình cũng đã có giáo pháp để mình điều phục, chuyển hóa. Lời Phật dạy, Phật là Đại Y Vương, một ông thầy thuốc giỏi, dạy tất cả những cái bệnh vô minh phiền não nhiều đời của mình. Vậy khi mà vào cái vô trụ xứ Niết Bàn này thì chúng ta có diệu dụng. Dụng mà thường tịch, tịch này chính là thể, tâm thể thường lặng lẽ. Nhưng mà có diệu dụng để mà giáo hóa chúng sanh. Và cái chúng sanh nào để mình giáo hóa đầu tiên? Chính là mình. Qua dụng mình mới coi mình có thật sự giải thoát không? Mình có thật sự sống với cái chỗ bất sanh, bất diệt, bất động hay không? Cho nên dụng mà thường tịch, vì thế gọi là Niết Bàn. Mà Niết Bàn này chính là vô trụ xứ Niết Bàn. Niết Bàn đang thành tựu cho mình ra khỏi sở tri chướng của chính mình khi tiếp xúc với chúng sanh. Cho nên chúng sanh là thầy hay mình là thầy? Nhớ nha, chúng sanh làm thầy, chứ mình không có được làm tàn đó. Làm tàn rồi sân si à. Ý nói, cá nhân tuy được giải thoát trụ nơi vô dư Niết Bàn, nhưng không yên nghỉ ở trong cảnh tịch tịnh này, mà phát khởi lòng từ bi. Từ đâu mà từ bi là khởi dụng? Vậy dụng khởi từ đâu? Từ thể, tâm thể thanh tịnh, phát huy diệu dụng của bản tánh mà phân thân hóa hiện. Vậy khi mình giáo hóa một người nào, mình chia sẻ, trao đổi với một người nào, phải là diệu dụng của chân tâm để mình phân thân hóa hiện. Và cái phân thân này phải là phân thân của Phật, chứ không phải của phàm phu sân si phiền não, thì mình không còn nằm ở vô trụ xứ Niết Bàn nữa. À. Và khi phát huy diệu dụng này, sẽ đi vào sanh tử để cứu giúp chúng sanh, không bao giờ dừng nghỉ. À. Và cái đặc điểm, tuy vào sanh tử mà siêu việt sanh tử. Khi tiếp xúc với người khác có dễ dàng không? Không dễ đâu nha. Mình nói rằng họ nghe ngã rồi họ nói ra ngược lại nữa, cho nên nó giống như nó xúc tác dễ cho mình sanh phiền não sân si. Tham sân si của mình nếu còn là nó xuất hiện liền. À, cho nên vào sanh tử mà phải siêu việt sanh tử, gọi là chẳng trụ sanh tử. Khi chúng ta an trú loại Niết Bàn này vô trụ xứ để mà
giáo hóa chúng sanh. Cho nên tuy nhập Niết Bàn mà chẳng hưởng bốn đức thường lạc ngã tịnh một mình, mà mình sẽ cùng chia sẻ với chúng sanh, cho nên là chẳng trụ Niết Bàn. Vì mình không nằm ở cái thể tịch lặng, mà nó có luôn cái dung rõ ràng thường biết. Đã có vẻ như là không có trụ Niết Bàn, nhưng thật sự Niết Bàn này là Niết Bàn có luôn thể và dụng đồng thời. Đã, thưa đại chúng, vậy thì sao? Chẳng trụ sanh tử mà cũng chẳng trụ Niết Bàn, cho nên gọi là vô trụ. Vô trụ là vậy đó, không trụ sanh tử tức là giải thoát, nhưng mà không trụ Niết Bàn là sao? Là mình không ích kỷ hưởng cái Niết Bàn cá thể, mà mình bắt đầu khởi diệu dụng để mà giáo hóa chúng sanh, và có khi cũng đang giáo hóa cái tâm chấp ngã nhiều đời của mình. Nó sẽ được chuyển hóa khi tiếp xúc. Dùng tâm vô trụ này hoạt động thường trực cho sự nghiệp hóa độ chúng sanh. Cho nên hóa độ chúng sanh bằng tâm vô trụ. Và cái sự hóa độ này chính cho mình thành tựu được vô trụ xứ Niết Bàn, là Niết Bàn Đại Thừa, mang tính chất tích cực, chứ không phải là tiêu cực. Vậy Niết Bàn trên thực tế là gì? Là trạng thái tinh thần sau khi mình đã được tịnh hóa, thanh tịnh hóa tâm mình. Đáng lẽ chưa có câu hỏi đó mà đem trả lời mất rồi. Thanh tịnh hóa cái gì? Thanh tịnh hóa tâm mình. Trạng thái tinh thần của mình thanh tịnh hóa thì lúc đó mình còn phiền não không? Không phiền não, mà còn vô minh không? Cũng chấm dứt luôn. Vậy khi tiếp xúc, nhắc lại một lần nữa, phải đảnh lễ tri ân chúng sanh, huynh đệ chung quanh đang giáo hóa cho mình thành tựu cái con đường tu tập của mình. Còn nếu trong gia đình thì sao? Thì những người trong gia đình cũng là thầy của mình hết á, để khều khều thử coi có vô minh phiền não nào nó nhảy ra không. Và nếu nó có nhảy ra thì sao? Mình điều phục cho nó được tan biến. Vì thế Niết Bàn này được chứng đắc từ quá trình tu tập quán chiếu đúng như thật ba pháp ấn. Tu bằng pháp ấn nào và pháp ấn nào là pháp ấn của quả chứng đắc? Xin nhường sự thông minh cho quý vị để kết thúc buổi học hôm nay. Mình sẽ tu theo pháp ấn nào và thành tựu từ nơi pháp ấn nào? Mời Từ Hoa Khai xuất chiêu thử, rồi kế đến là Tâm Thuần đó nha. Rồi Diệu Thương, rồi quý vị chuẩn bị. Diệu Đào. Dạ, mô Phật, thưa Thầy, con nghĩ đó là tu theo pháp ấn thứ ba, và trong cái pháp ấn thứ ba đó là cái pháp ấn vô sở đắc, Niết Bàn vô sở đắc. Rồi pháp ấn thứ ba là tu. Rồi mời vị khác. Trong mấy huynh đệ kính kêu tên, có ai sẵn sàng micro mời. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch Thầy, Ni Sư và Đại chúng. Theo cái tập tu của con thì muốn tu theo pháp ấn của Phật dạy thì rất là nhiều, cho nên cũng không biết chọn cái phương pháp nào. Ở đây đằng đó có ba pháp ấn gồm lại rồi đó. Ba pháp ấn. Thì trong đó cái nào là tu mà cái nào là quả?
Dạ, cái vô minh thứ ba đó là cái quả, hai cái đầu là cái nhân. Rồi, mời mời vị khác kê tiếp phát biểu nữa. Kính nghe chung rồi kính sẽ tuyên bố kết quả rồi kết thúc buổi học. Và buổi học hôm nay nó thiếu câu chuyện thì tuần sau sẽ kể bổ sung. Dư Thường có phát biểu không? Im lặng phải không? Vô đào. Dạ. Còn Trơn Hiển Huệ nha. Dạ. Trơn Hiển Huệ kỳ sau nha. Dạ, mô Phật, con nhờ đi sư giúp giùm con cái này. Nãy giờ con cũng đang suy nghĩ nhớ một cái câu của trong kinh Lăng Già hay kinh Lăng Nghiêm mà con quên mất cái chữ đầu, thì cái câu kệ như thế này: tri kiến lập tri tức vô minh bổn, rồi cái gì thứ hai là tri kiến vô kiến, tri kiến vô kiến tư tức niết bàn. Đúng. Dạ, thì cái đó mình tu theo cái đó cũng là một cái dạng cái niết bàn. Thì đúng. Dạ, có nhiều cách nhưng mà đây là cái cách tu căn cứ vào A Hàm, lời Phật dạy. Còn cái kia cũng là lời Phật dạy nhưng cái giai đoạn sau, gọi là giai đoạn phát triển. Giai đoạn đầu có nghĩa là với cái bài kệ gọi là năm thời kỳ giáo hóa của Phật, thì Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhật. Tam thất, tam là ba, thất là tuần lễ. Ba tuần lễ là 21 ngày. Là sau khi mà thành Phật thì Phật đã dùng 21 ngày để nói về cảnh giới Hoa Nghiêm là đốn ngộ, đốn giáo. Nhưng chúng sanh không tiếp nhận được, cho nên bắt đầu có 45 năm hoặc là 49 năm Phật giáo hóa theo văn tự là phương tiện. A Hàm thập nhị là 12 năm Phật dạy A Hàm. Phương Quảng Bát Đại Thừa Phật dạy 8 năm. Nhị thập nhị niên Bát Nhã Đàm 22 năm Phật dạy về Bát Nhã. Và Hoa Nghiêm Niết Bàn cộng Bát Niên là 8 năm. Không phải Hoa Nghiêm mà Lăng Nghiêm hay là Pháp Hoa Niết Bàn. Tại vì Hoa Nghiêm là giai đoạn đầu rồi. Pháp Hoa Niết Bàn cộng Bát Niên, tức là hai bộ kinh đó, hai tinh thần đó, Phật dạy trong 8 năm. Tóm lại, cái câu của Tâm Thuần dẫn chứng là nó nằm trong kinh Lăng Nghiêm, là cái thời kỳ của Phật Thừa, thời kỳ của phát triển. Còn đây là cái giáo lý Phật dạy trong thời kỳ đầu. Đó. Thì chúng tôi xin giảng thạch như vậy. Huynh đệ có duyên theo thời kỳ nào cũng được, miễn là biết cách dụng công. Và thưa đại chúng, xin kết thúc Pháp Hoa Niết Bàn. Đúng rồi, chứ Hoa Nghiêm nữa thì nó sai. Pháp Hoa Niết Bàn cộng Bát Niên. Rồi thì tóm lại, sẽ tu từ hai pháp ấn đầu, có nghĩa là tu các hành vô thường. Các pháp là vô ngã, mình phải quán chiếu đúng như thật để cho mình không có kẹt ở đó để vô minh, rồi phiền não, rồi tạo nghiệp. Và cái tu mà gọi là kết quả đó là pháp ấn thứ ba, chính là Niết Bàn Tịch Tịnh. Niết Bàn Tịch Tịnh là pháp ấn thứ ba. Đây là quả của quá trình quán chiếu tu tập của hai pháp ấn trước. Đà. Thì nhân duyên là Tâm Thuần nêu cái câu đó, thì mình nghĩ câu đó nó nằm trong pháp ấn nào được. Tri kiến lập tri tức vô minh bổn. Tri kiến ha, tức là cái thấy biết, mà lập thêm cái thấy biết, tức là thấy biết rồi thì mình lại có sự phân biệt để nói rằng tôi thấy như vậy, tôi biết như thế này, thì đó chính là gốc, cội gốc của vô minh. Thì chỗ này tương ưng với chỗ nào trong những cái bài pháp mình học? Rồi tri kiến vô kiến
thấy biết mà vô kiến, là không lập cái sự thấy biết, thì đây chính là Niết Bàn. Thì chúng ta có thể tạm có một cái sự quan hệ, chính là chỗ gọi là vô trụ xứ Niết Bàn, là loại Niết Bàn thứ ba mà được giới thiệu trong buổi học hôm nay. Đáng lẽ chúng tôi cũng dẫn chứng một câu chuyện, một vị Phật tử khi có duyên thấy đệ tử của Phật hướng về tinh xá để học Pháp, thì cái vị thương gia này chưa bao giờ đến đảnh lễ Phật, mới khởi cái tâm thắc mắc không biết họ đi đâu. Và khi nghe rằng đi như vậy là hướng về tinh xá đảnh lễ Phật và nghe Phật chỉ dạy, thì vị thương gia đã phát tâm cũng đi về, đi chung với đoàn. Câu chuyện chúng tôi kể nó liên quan tới ông thầy thuốc mà câu chuyện đầu tiên, nhưng mà chúng tôi không nhờ đọc là vì chúng tôi kể tóm tắt chưa đủ giờ để nói chi tiết. Và khi mà phát tâm đi nghe Pháp như vậy thì Phật bao giờ thuyết Pháp cũng nhìn đối tượng. Thì trong cái ngày thuyết Pháp đó, Phật thấy vị cư sĩ này sẽ có duyên để cảm nhận được, tiếp nhận được chân lý và sẽ tiến tu tốt đẹp. Cho nên Phật hướng về cái căn cơ của vị cư sĩ này để mà thuyết Pháp. Phật đã chỉ dạy rành rẽ thứ lớp thế nào là trí tuệ, bố thí, trì giới, rồi những pháp tu để có thể sanh thiên. Sanh thiên trong đó mình biết có thể là tu theo thập thiện hoặc tứ thiền bát định. Và Phật cũng giảng nhiều về nghiệp báo, rồi sự ngu si và uế trược của dục lạc, và giảng về phước lành của hạnh xuất gia. Thì cái duyên lành hội đủ, vị thí chủ tên là Trang 16, nhìn thử có tên là gì, tiếng Anh, tiếng Bali thì tên là Bala, Mahabala, nhưng mà dịch là gì chúng tôi quên rồi ha, Mahabala. Thì vị gia chủ này đã lắng tâm nghe và cuối cùng cảm nhận được một người từ giả thế gian sẽ đi bằng hai bàn tay trắng, gia tài, con cái, cho đến cá nhân mình sẽ, thân thể này cũng sẽ để lại. Cho nên có lợi ích gì để tiếp tục cuộc đời thế tục, dù người này đang là một thương gia thành đạt. Và thế là quyết định sẽ xuất gia. Mahabala đã lên đảnh lễ Phật để thưa xin được làm đệ tử Phật và xin xuất gia. Tên cái tên có nghĩa là bảo trợ, là bảo trợ anh. Và cũng có một người em nữa tên là bảo trợ em. Thì khi phát tâm xuất gia như vậy, Phật hỏi con có thân nhân không, hãy báo tin. Thì Mahabala có nghĩa là bảo trợ anh liền trình với Phật rằng còn có một người em ở nhà. Thế là về nhà đã báo tin cho em rằng mọi tài sản trong nhà sẽ giao hết cho em bảo quản, em sẽ làm chủ. Người em rất là ngạc nhiên, tại sao? Giải thích rằng anh sẽ theo Phật gia nhập tăng đoàn. Và người em liền khóc lóc than thở rằng khi cha mẹ mất, anh đã thay cha thay mẹ nuôi dạy em, và hôm nay anh em mình đã gây dựng được một sự nghiệp rất là tốt đẹp, thì tại sao anh lại bỏ của cải, bỏ luôn cái tình thân quý thuộc này mà xuất gia? Và người em còn lý luận rằng anh vẫn có thể ở nhà
để tu hành và làm những điều phước thiện được. Nhưng mà chí đã quyết, cho nên người em vẫn quyết định lên đường. Người anh quyết định lên đường, dù người em có nói rằng bây giờ anh trẻ lắm, chờ già hãy đi tu. Nghe như vậy thì người anh trả lời rằng nếu già thì sẽ thành một người lụm khộm, tay chân lụm cụm, làm đâu có theo ý mình được, thì làm sao có thể làm tròn bổn phận của một vị tỳ kheo. Và chí đã quyết, thế là người anh lên đường. Và khi lên đường, chúng tôi muốn dùng cái đoạn chánh văn của Tích Chuyện Pháp Cú nhắc nhở đại chúng là khi xuất gia, người anh đã trải năm mùa hạ ở với thầy Tế Độ và thầy Giáo Thọ. Ở đây khi vào chúng, quý vị biết Đức Phật giao cho ai làm thầy? Thầy Tế Độ và thầy Giáo Thọ. Đôi khi giao cho ngài Xá Lợi Phất làm thầy Tế Độ, có khi giao cho ngài A Nan, có khi giao cho ngài Mục Kiền Liên, và những vị đó sẽ làm thầy Giáo Thọ dạy cho người mới tu. Và cho đến mãn mùa hạ thứ năm, làm lễ giải hạ rồi, thì cái vị gọi là bảo trợ anh này mới xin Phật chỉ dạy tu cần phải thọ trì bổn phận như thế nào của người xuất gia. Thì Phật dạy có hai điều phải làm, đó là pháp học và pháp thiện. Học để hiểu giáo lý, những lời Phật đã dạy, còn thiền là phải điều tâm để chứng được quả A-la-hán. Chuyên niệm về lão và bệnh tử, nỗ lực một cách bền bỉ. Khi nghe dạy như vậy thì vị bảo trợ anh này phát nguyện sẽ chọn pháp thiền, vì cho rằng nó sẽ không kịp thời gian. Và khi tu như vậy thì nói lên sự tích cực của mình. Vào đầu hạ có 60 vị tỳ kheo cùng đi với cái vị bảo trợ anh này, vào đi tìm cái nơi thanh tịnh để an cư trong cái mùa hạ kế tiếp. Và ngày đầu hạ, vị trưởng lão bảo trợ anh đã gọi các tỳ kheo và hỏi rằng trong suốt 3 tháng hạ, các huynh đệ sẽ tu trong mấy oai nghi? Mấy oai nghi thưa đại chúng? 4 oai nghi. Chỉ riêng vị trưởng lão này giới thiệu rằng khi được hỏi còn ngài thưa đại đức thế nào, thì vị trưởng lão trả lời tôi chỉ dùng 3 oai nghi, tôi sẽ không đặt lưng nằm. Và thưa đại chúng, khi nghe như vậy rồi thì mỗi người hãy tùy theo cái nguyện vọng của mình, chí nguyện của mình mà hãy chánh niệm tiến tu. Và sau cái tháng thứ nhất là bắt đầu có vấn đề xảy ra, vì không ngủ, nguyện sẽ không ngủ, cho nên mắt bắt đầu nhức và chảy nước mắt ra. Và suốt đêm dài thầy vẫn dốc hết thân tâm ngồi thiền, đến sáng mới vào liêu ngồi nghỉ chứ cũng không nằm. Thế là tới giờ khắc khất thực, huynh đệ thấy chảy nước mắt nhiều hỏi thăm, thì thầy lại cho rằng gió làm sốn mắt. Khi huynh đệ đề nghị mời y sĩ thì thầy bằng lòng. Và khi vị y sĩ trao thuốc để trị bệnh mắt, thì vì thầy đã phát nguyện không nằm, cho nên thầy liền làm sao dùng thuốc này. Thầy thoa thuốc vào lỗ mũi và vẫn ngồi như thường lệ. Thế là khi gặp y sĩ ở trong làng hỏi thăm dùng thuốc có thuyên giảm không, thì thầy trả lời vẫn đau nhức như trước. Rất là ngạc nhiên, vì đây là một loại thuốc thần dược trị rất nhiều người tốt đẹp rồi. Lúc đó y sĩ liền hỏi ngài đã ngồi hay nằm khi thoa thuốc này.
Vị trưởng lão im lặng, hỏi mấy lần cũng im lặng. Thì lúc đó vị y sĩ liền xin phép vào liêu của vị trưởng lão để xem. Thì thấy trong liêu chỉ có lối kinh hành và một chỗ ngồi, không có chỗ nằm. Thế là vị y sĩ biết không? Biết. Và khuyên ngài hãy nằm để trị bệnh. Vì việc tu muốn có kết quả tốt thì thân thể phải được chăm sóc cẩn thận. Nhưng vị trưởng lão vẫn im lặng. Và cuối cùng thì đến tháng thứ ba, thưa đại chúng, đôi mắt của ngài mỗi ngày mỗi nặng hơn. Và cuối cùng thì đã bị mù. Nhưng đồng thời với sự nỗ lực tiến tu đó, ngài đã chứng A-la-hán. Thì thưa đại chúng, thế là cái cuộc đời của ngài kế tiếp gặp nhiều chướng ngại. Bởi đây là loại niết bàn gì, xin trả bài. Khi chúng tôi dẫn câu chuyện là muốn kết hợp với bài học, để nhiều khi mình đọc chứ mình không biết là cái gì trong bài học. Là cái gì? Hữu dư y niết bàn. Niết bàn còn thân. Hữu là còn có, dư là còn cái thân đó, dư báo trong cái thân. Rồi thế là khi muộn cư xong, lần lượt 60 tỳ kheo đi chung đều chứng quả A-la-hán. Để tới đây chúng ta thấy, vậy tu có cần bắt buộc một tư thế nào không? Không. Nếu phải không ngủ mới chứng quả thì bên kia tu 40 nghi đâu có chứng A-la-hán được. Vẫn chứng A-la-hán. Khi thấy cái gương nỗ lực của trưởng huynh, huynh trưởng trong cái nhóm, và tất cả chuẩn bị rời cái quê, cái làng quê, đã phát tâm ủng hộ trong muộn cư để về đảnh lễ Thế Tôn, thì vị A-la-hán này từ chối không đi chung. Vì giờ này đường xa mới về tinh xá gặp Phật, mà dắt một cái người không có dễ dàng đi lại thì trở ngại. Cho nên vị trưởng lão đã từ chối và nói rằng hãy về đảnh lễ Đức Thế Tôn, báo tin rằng là ngài sẽ về sau, và chắc chắn về đó sẽ gặp thần quyến và báo với em hãy cho người lên đón sư huynh về. Đó, thì sự kiện là như vậy. Và thưa đại chúng, tới đây tạm dừng là đủ nha. Để kết hợp, ngài là ai? Và chính cái điều này chúng tôi cũng nói rằng những gì tôi chia sẻ với đại chúng chính là những chấn động của chúng tôi khi học Phật. Đó chính là kiếp trước là ông thầy thuốc đã phát tâm chữa bệnh cho tất cả những người nào cần thiết, trong đó những người nghèo. Không hề đòi hỏi chi phí. Nhưng một gia đình, một đứa con trai nghèo làm tiều phu và có một người mẹ mắt cứ mờ dần, thì người con trai đã đến cầu thỉnh người thầy thuốc phát tâm chữa bệnh rất nổi tiếng. Thì rất là tri ân người nào cứu mẹ mình không bị mù lòa. Cho nên người con trai đã nhanh miệng nói rằng sẽ trọn đời làm công không có tính chi phí. Thì qua vài toa thuốc trị bệnh, mắt người mẹ đã hồi phục, sáng lên. Và khi người mẹ báo tin mừng như vậy với đứa con, thì hai mẹ con bắt đầu tính toán. Cho nên liền nói dối với ông thầy thuốc rằng thuốc không có hiệu quả, vẫn mờ mắt, vẫn đau, vẫn nhức như thường. Cho nên lúc đó người thầy thuốc đã nổi giận và đã chế một toa thuốc cho mù trở lại. Thì với nhân quả đó, hôm nay là một vị A-la-hán vẫn phải bị quả báo mù. Để chúng tôi muốn chia sẻ quý vị một sự chấn động là mình đừng có đổ thừa rằng ai chọc mình giận hết á. Mình đừng có đổ thừa vì hoàn cảnh mình mới sân si như thế. Vì cảnh nó có đến mà mình có làm thì ai chịu?
mình phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Đó, thì xin kết thúc buổi học hôm nay ở đây, để chúng ta rất là nỗ lực tiến tu, làm sao thuận cảnh cũng có chừng bị gạt cảnh đó lôi, mà nghịch cảnh thì mình cũng dễ bị tham sân si mà còn ở trong á, nội tâm á, nó sẽ phát tác. Cẩn thận. Chúc tất cả huynh đệ đều tiến tu an lạc. Giờ nào mà chưa gặp đối thủ ghê gớm á, thì đáng làm chủ của thân tâm của mình nha. Rồi chừng nào gặp những cái tập nghiệp sở tri dữ dội thì mình gục á, thì mình lại vươn lên để dụng công nuôi dưỡng cái đạo lực của mình. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Xin cùng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Không lìa sự khổ đau, ung dung ngay chính trong phiền não. Cực lạc đâu nào tách thế gian, khổ đau ấy chính là an lạc. An lạc không lìa sự khổ đau, giữ tâm thanh tịnh trong mọi cảnh. Tâm tịnh làm sao cảnh chẳng an, an nguy cũng đều do tâm cả. Đừng đổ thừa hay trách cứ ai, hãy trách tâm mình chưa tỉnh thức. Ngày đêm mãi giang găng công tu, khổ đau ấy chính là an lạc. An lạc không lìa sự khổ đau, khi tâm vô nhiễm đời thanh thoát. An lạc là đây ở điểm này. Khổ đau ung dung ngay chính trong phiền não. Cực lạc đâu nào tách thế gian, khổ đau ấy
chính là an lạc. An lạc không lìa sự khổ đau, giữ tâm thanh tịnh trong mọi cảnh. Tâm tịnh làm sao cảnh chẳng an, an nguy cũng đều do tâm cả. Đừng đổ thừa hay trách cứ ai, hãy trách tâm mình chưa tỉnh thức. Ngày đêm mãi giang gắng công tu, khổ đau ấy chính là an lạc. An lạc không lìa sự khổ đau, khi tâm vô nhiễm đời thanh thoát. An lạc là đây ở điểm này, an lạc là đây.